Hồi nãy giờ xem xét cái cây mít ruột đỏ trong vườn thì hiện tượng bị tóp đầu thì rất là ít quý bà con. Hằng Anh xin phép đến từ Willow Farm và chia sẻ quý bà con chúng ta cái lý do tại sao cái trái mít ruột đỏ hay bị tóp đầu. Và chắc là quý bà con chúng ta đã gặp nhiều ở trong vườn của mình rồi và chưa có phương pháp khắc phục, nên quý bà con chúng ta alo hoặc là chúng ta inbox về cho Willow Farm rất là nhiều. Cảm ơn quý bà con chúng ta với câu hỏi rất là hữu ích. Và bà con thấy là trong vườn mít ruột đỏ này hiện tại bây giờ là mỗi cây như vậy là cho trái khá là nhiều, từ 5, 6, 7, 8 trái trở lên, thậm chí là cây ngã nghiêng thì cũng đang nuôi trái rất là nhiều luôn quý bà con. Và trong vườn thì bà con thấy là trái nhiều nhưng mà hầu hết là các trái thì là không có bị tóp đầu, chỉ có là một số trái có cổ trước cổ sau nên nó hơi bị gọi là mốp nhẹ thôi. Nhưng cái mốp nhẹ này thì là chúng ta phun hằng siêu lớn trái với siêu amino vô là coi như là ok la. Đầu không tớp là coi như là bước 1 rồi, quan trọng rồi ha quý bà con ha. Như vậy thì sao quý bà con? Lý do tại sao mà trái mít bị cốp đầu, nó có hai nguyên do chính. Thứ nhất là dinh dưỡng của chúng ta không đầy đủ. Cái thứ hai là bị cái trái mít nó bị cạnh tranh dinh dưỡng. Bị cạnh tranh dinh dưỡng bởi gì? Bị cạnh tranh dinh dưỡng bởi cái phần đọt này nha quý bà con nha. Và Hằng Anh có chia sẻ với bà con trong nhiều video khác về cái quá trình khi mà chúng ta cần phải là hãm cái đọt lại, làm cho già cái đọt trong quá trình làm bông và nuôi trái. Thứ nhất là trước khi ra bông hoặc là bông nó chưa hình thành nụ xong thì quý bà con chúng ta cũng cần phải làm cho cái đọt mít ruột đỏ nó đứng, mít thái cũng tương tự nha. Cái thứ hai nữa là trong quá trình mà nuôi cái trái từ cái lúc sổ nhụy cho tới cái lúc mà cái trái tầm khoảng 3 kg là quý bà con chúng ta cũng cần phải hãm phanh cái đọt mít ruột đỏ lại để làm sao ạ, để nó tập trung dinh dưỡng, nó xây dựng hình thành cấu trúc tế bào làm cho cái trái của mình nó tròn, nó đều, nó đẹp lúc đó. Và cái thứ ba nữa là từ 3 kg trở lên bà con chúng ta có thể cho cái cây mít ruột đỏ mẹ của mình nó thả đọt đi từ từ, chứ không được gọi là búng đọt một cái gan thả đọt đi từ từ. Là sao bà con thấy nè, nó khi mà cái lá nó ra chỉ có một lá hoặc là hai lá thì đây là đọt đang đi từ từ, nhưng nếu nó ra một cái đọt có mà khoảng một hai cặp lá trở lên là bà con thấy là, và lá nó to là bà con chúng ta cần phải hãm cái đọt nó lại nha quý bà con nha. Như vườn này thì đã có phun cái thuốc nấm khuẩn kết hợp với một lần già lá và thiên hương để hãm cái đọt nhẹ lại. Lý do làm sao? Lý do không phải là cái trái nó dưới 3 kg mà lý do là do mình nuôi trái nhiều quá quý bà con, và gia đình muốn là đảm bảo an toàn để cái cây mít của mình, cây mít mẹ, cái phần đọt nó không có cạnh tranh dinh dưỡng với lại cái thằng trái mít. Và khi bị cạnh tranh dinh dưỡng thì chắc chắn là trái mít của chúng ta rất là dễ bị tóp đầu. Đó bà con thấy nè, đọt có điên đi nhẹ nhẹ về nhưng mà toàn bộ những cái trái mít bà con chúng ta đang thấy đều là những cái con heo vàng rất là đẹp hết. Nó không có bị tóp cái phần đầu, bị tóp phần đầu là chắc chắn là bị dạt xuống loại B nha quý bà con nha. Còn là hơi méo nhẹ xíu thì vẫn là loại A. Nên là cho dù nó hơi méo một chút thì không sao. Nhưng mà nếu mà tóp cái đầu khích vô là có sao, là từ loại 1 xuống loại B nha quý bà con nha. Lưu ý giúp Hoàng Anh, hiện tại bây giờ mít ruột đỏ bắt đầu phân loại khó hơn so với hồi xưa rồi. Vậy thì á, cái thời điểm mà nào cần hãm đọt già lá thì bà con chúng ta hãy làm giúp dù Hoàng Anh. Còn cái thời điểm mà bà con thấy từ 3 kg trở lên, bà con chúng ta thứ nhất là nuôi nhiều trái thì cũng nên làm hãm cái đọt này lại cho nó đi từ từ. Còn nếu bà con chúng ta thấy là cái đọt mà đi phóng nhanh quá, phóng mạnh quá thì cũng nên hãm lại. Và hãm bằng công thức nào? Già lá nhanh cộng với thiên hương cộng với 200 lít nước nha quý bà con. Còn về phần dinh dưỡng, bà con cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho cái trái mít của chúng ta thì cho dù bà con chúng ta nuôi nhiều trái thì cái trái mít của mình vẫn đầy đặn, tròn đầy, căng tràn sức sống, căng tràn nhựa sống nha quý bà con nha. Thì cái bộ dinh dưỡng mà để nuôi trái của nhà Willow Farm ở trên cái phần đối với cái phần ở phía trên lá thì bà con chúng ta sẽ sử dụng siêu lớn trái cộng với lại siêu amino sinh học nếu trường hợp bà con nuôi trái nhiều. Còn nếu bà con chúng ta nuôi trái ít thì chỉ cần sử dụng siêu lớn trái là được trong giai đoạn từ trái từ 3 kg trở lên ha bà con ha. Còn cái giai đoạn mà trái từ dưới 3 kg với giai đoạn bông thì bà con chúng ta sử dụng kim đan phú nhá. Còn nếu mà bà con thấy mà cho cái nuôi trái này nó nhiều quá, cần phải có cái nguồn dinh dưỡng tràn đầy hơn nữa thì kết hợp siêu lớn trái cộng với siêu amino sinh học giúp dùng hàng 5 ngày tới 7 ngày hoặc 10 ngày bà con chúng ta phun lần. Còn ở dưới gốc thì bà con chúng ta sẽ sử dụng dùng Hoàng Anh là một cái loại dinh dưỡng đầy đủ dinh dưỡng luôn, đó là thúc tái thần tốc Willow Farm, cũng 7 ngày tới 10 ngày một lần. Cái hay của nó là có sẵn đa trung vi lượng dạng hữu cơ, amino acid, acid fulvic, vitamin và khoáng chất
trung vi lượng, hàm lượng cao như quý bà con, kết hợp rong biển tạo biển các cái hormone tăng trưởng như NAA để giúp cho tăng cường kích thích nhân sinh tế bào, và từ đó làm cho cái trái mít mình không chỉ lớn nhanh và làm cho trái mít mình nó tròn đều mẩy đẹp như quý bà con. Ruột bên trong thì rất là ok, tại vì dinh dưỡng quá trời đầy đủ rồi quý bà con. Và cho dù bà con chúng ta có nuôi nhiều trái đi chăng nữa thì trái vẫn đẹp, trái vẫn lớn, vẫn phì phì, vẫn rất là mau lớn. Và ngoài nuôi trái ra thì cái xô thúc trái thần tốc nhà Willow Farm còn nuôi cây mẹ rất là ok nha quý bà con. Bà con thấy là bằng chứng là cây mẹ rất là khỏe nè. Cây mẹ rất là khỏe, cành chi thì rất là đẹp, gốc thì nó phát triển mạnh phì 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 luôn ha quý bà con ha. Thì là sẽ kết hợp với lại cái bạn hắc kim nano nữa nha quý bà con. Ở trong cái chu kỳ nuôi bông thì bà con rải một lần hắc kim nano, trong chu kỳ nuôi trái với mít thái thì rải hai lần hắc kim nano, với mít ruột đỏ thì rải ba lần hắc kim nano, kết hợp với định kỳ là rải tưới 7-10 ngày một lần đối với cái xô thúc trái thần tốc Willow Farm cho cái cây nữa là được. Như vậy thì cái trái mít ruột đỏ của mình nó sẽ không bị tớp đầu, nó không có bị cạnh tranh dinh dưỡng, nó không bị thiếu dinh dưỡng nha quý bà con. Còn cái phần đọt thì giống như hồi nãy Hằng Anh chia sẻ là bà con chúng ta sao ạ? Nếu mà cái đọt nó đi nhẹ nhẹ như thế này thì cứ để nó đi bình thường. Còn nếu mà cái đọt nó phóng một cặp hai cặp lá cùng một lúc, hoặc là cái lá nó mở ra quá to, thì bà con chúng ta nên hãm nó lại bằng già lá nhanh với thiên hương để cho cái cây của mình, cái mít mẹ của mình nó tập trung dinh dưỡng, nó nuôi cái trái ở bên trong, và từ đó cái trái của mình nó sẽ không bị tớp đầu ha quý bà con ha. Con thấy là đây là cái lứa trái tầm khoảng 1.5-2 tháng nữa là sẽ có thu rồi đó. Bà con thấy trái nào cũng như trái đó, rất là đẹp, cái trái cái đầu nó nở nảy nở rất là ok. Và nếu mà con thấy trong cái cây, trong cái cây mít của mình á, để nhiều trái mà nó có lứa đầu với lứa sau á, thì bà con chúng ta hoàn toàn có thể là bổ sung thêm là siêu lớn trái với siêu nano sinh học để ngăn ngừa cái vụ mà nó bị khuyết chỗ này khuyết chỗ kia do tự các trái nó cạnh tranh dinh dưỡng với nhau nha quý bà con nha. Thằng Anh cũng chia sẻ hết luôn những cái rủi ro, những cái có thể gặp trong quá trình nuôi trái để quý bà con chúng ta chú ý. Và làm bông và nuôi trái theo phương pháp Willow Farm, cây lúc nào cũng khỏe, cũng xanh, cũng mơn mởn như thế này, cũng mướt mát như thế này, và nhanh chóng bước vào cái chu trình sinh đẻ tiếp theo sau khi mà chúng ta thu hoạch xong. Đối với phương pháp làm bông của Willow Farm thì một năm đối với mít ruột đỏ bà con chúng ta có thể làm 2 vụ nối tiếp và được hưởng giá cao của cả 2 vụ nha quý bà con nha. Thời điểm làm bông để hưởng được giá cao đối với mít ruột đỏ và mít thái là nếu mà không có nhuần thì tháng 1, tháng 2 âm lịch và tháng 7, tháng 8 âm lịch, có thể kéo dài đến hết tháng 8 và đầu tháng 9. Nếu mà có nhuần như năm 2025 nhìn tháng 6 thì bà con chúng ta có thể tiến hành trễ khoảng nửa tháng cho tới 1 tháng như quý bà con nha, chúng ta delay lại chút xíu. Thì như vậy thì là bà con chúng ta sẽ hưởng được giá cao, vào thời điểm giá cao của mít thái và mít ruột đỏ rơi vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 và bước qua tháng 9. Còn đối với và một cái thời điểm nữa là tháng 1 và tháng 2 âm lịch, có thể là kéo dài tới tháng 3 và xịt xịt lại xíu là tháng 12 âm lịch nha quý bà con nha. Tới những thời điểm mà chúng ta có trái mít ruột đỏ chúng ta bán là sẽ bán được với giá cao hơn so với bình thường. Và Hằng Anh cũng quan sát qua khoảng 4-5 năm nay thì mít ruột đỏ cái giá thấp nhất của nó khoảng 20.000 đồng 1 kg nha quý bà con. Còn cái giá cao nhất của mít ruột đỏ nó sẽ rơi vào khoảng 110.000 đồng 1 kg loại 1. Và quan trọng là chúng ta phải làm được loại 1 thì nó liên quan tới câu hỏi mà hồi nãy bà con hỏi Hằng Anh, làm sao để trái mít không bị tớp đầu, tại vì tớp đầu sẽ bị dạt xuống loại B liền. Nhớ bà con nhé, ngoài ra chúng ta còn phải quan tâm tới sơ đen, côn trùng gây hại và sức khỏe của cây mẹ nữa. Hoàng Anh sẽ chia sẻ trong những video khác cho quý bà con chúng ta. Hoàng Anh đến từ nhà Willow Farm là trợ lý của quý bà con chúng ta. Nếu quý bà con chúng ta có bất kỳ câu hỏi gì hãy comment bên dưới để Hoàng Anh có thể nhanh chóng giải đáp cho quý bà con chúng ta, để quý bà con chúng ta không cần phải lo lắng rối rắm và có một cái phương pháp hiệu quả cho vườn của mình như quý bà con nhé. Hoàng Anh thay mặt đội ngũ Willow Farm kính chúc quý bà con chúng ta lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng có tiền đầy túi và tình đầy tim như quý bà con, và đồng thời là hoan hỷ trong cuộc sống, được mùa được giá, bán được giá cao. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại.